Hello và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Các Việt. Kính thưa quý vị liên quan đến câu chuyện của Sương Nguyễn Phương Hằng thì chị hôm nay có hai vấn đề muốn chia sẻ cả nhà. Mà thật sự cái thông tin này phải gọi là khá là sốc đó cả nhà. À, đầu tiên thì chúng ta đến một cái đơn tố cáo của cô Đinh Lan. Từng à, đơn tố cáo rất là đặc biệt nha. Mình xin trích đọc toàn bộ luôn, mình không chỉnh sửa gì ở đây hết. À, để cả nhà nắm bắt lại toàn bộ cái đơn tố cáo của một người được cho là đang học luật nha cả nhà. À, đang học đại học luật đàng hoàng. À, theo đó thì cô này viết đơn rằng á, là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Đơn tố cáo, à, cái này đổ tố tố cáo chứ không phải là tố giác nha. Đơn tố cáo à, về việc tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và MC Quỳnh Công Tân là đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng à, đã có những lời lẽ tấn công và làm nhục tôi, Đấy, à, làm nhục cô Đinh Lan đó. À kính gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Đinh Thị Lan sinh năm à, ngày 2 tháng 5 năm 1976. Ở số thẻ căn cước đó cấp ngày tại cục cảnh sát à, gì đó. À, ở đang đang sang tạm trú tại Gòi Giáp thành phố Hồ Chí Minh có số điện thoại luôn. Rồi hôm nay tôi làm đơn này để tố cáo tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân và MC Quỳnh Công Tân là đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng vì có những lời lẽ tấn công và làm nhục tôi, Đinh Thị Lan. Tôi xin trình bày sơ lược như sau. Ngày 8 tháng 6 năm 2021, tôi có lên mạng bốc trần sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Quý Dũng, chủ tịch công ty cổ phần Đại Nam, vì thấy bà ấy vô lý tấn công thần tượng của tôi là ca sĩ Phi Nhung. Cái này trớt không? Tự nhiên cái cái cái, cái việc mà thấy người ta nói về Phi Nhung, cái cô này nhảy động lên. Ủa thần tượng cô, kệ thần tượng cô trước mắt gì, cái chuyện người ta có liên quan gì tới cô đâu mà tự nhiên lấy cái lý do là vì bà hàng vô ý vô lý tấn công thần tượng của tôi là ca sĩ phi nhung rồi bóc trần sự thật về bà nguyễn phương hằng à, mà sự thật là gì không nói đúng không tôi trình bày sơ lược như sau ngày 8 tháng 6 năm 2021 tôi có lên mạng bóc trần sự thật về bà nguyễn phương hằng vợ ông quỳnh quy dũng à, không lẽ là bóc trần sự thật là bà hằng là vợ ông dũng hả ủa có bóc trần sự thật gì thì cũng phải nêu ra đây chứ còn tự nhiên nói sự thật mà biết chắc gì những cái điều cô nói về bà hằng là sự thật đâu đúng không cái chỗ này cái đơn thứ gì kỳ quá cả nhà à, thấy trớt không rồi nói cái lý do là vô lý tấn công thần tượng của tôi à, người ta tấn công thần tượng của bà là bà được được quyền lên mạng là nói này nói kia người ta xuyên tạc ta được hả đúng không chứ còn nếu mà cô nói sự thật thì phải cứ đưa ra cái gì phải có bằng chứng đàng hoàng à, cái đơn mắc cửa cả nhà ờ à, cái đoạn này là mình thấy chết nè À, hôm nay tôi làm đơn này tố cáo tiến sĩ lực anh quân à, à, đồng phạm với bị can nguyễn phương hằng ủa cô làm đơn tố cáo là cô phải nêu ra những cái gì à, là thí dụ như xúc phạm cô hay là, như thế nào đó thì cô cung cấp có nghĩa vụ là phải cung cấp những cái bằng chứng đó cho cơ quan chức năng người ta xem xét chứ chưa dễ trơn làm đơn tố cáo mà cô đã kết tội người ta là đồng phạm rồi trong khi cái kết luận của cơ quan công an ở thành phố hồ chí minh và bình dương là không có chuyện đồng phạm mà cô chỉ làm đơn tố cáo thôi là cô kết tội cho người ta luôn cái gì lạ vậy? Đúng không nha? Mình thấy kỳ quá, cô này làm đơn mà làm đơn mà đã kết tội người ta luôn rồi. Thí dụ bây giờ cô nói đó là người ta có hành vi nhục mạ gì đó thì cô cung cấp những cái chứng cứ ha, những cái tài liệu chứng cứ nào đó cho cơ quan chức năng người ta sẽ xem xét và người ta xem những cái điều đó đó là ông Tân với ông Quân này nè có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không thì người ta khởi tố hoặc là người ta xem xét theo cái hướng nào giống như cô kết luận hay không chứ chưa dễ trên cái là khẳng định người ta là đồng phạm luôn à, thấy là nó trớ rồi đó ha À, rồi à, bà Hằng à, tức tối đã vu khống tôi là chủ mưu trong vụ chỉ đạo Mai Xuân Cường bắt cóc con trai tôi 10 tuổi à, của bà ta, à, tên là Quỳnh Hằng Hữu.ủa cái chuyện này của bà Hằng liên quan gì đâu cái câu chuyện của thầy Quân với lại Quỳnh Công Tấn đây, đúng không? Rồi ngoài ra bà Hằng còn thường xuyên lên mạng làm nhục tôi với nhiều từ ngữ tục tiểu. À, thứ nhất, tiến sĩ Lực Đặng Anh Quân à, là giảng viên trường đại học Lực đó đã cùng với bà nguyễn phương hằng có nhiều buổi livestream với nội dung bôi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi và nhiều người khác ủa cái chuyện này là là cô phải làm đơn riêng làm đơn để uh, gửi đến cơ quan chức năng để xem xét trường hợp của thầy quân thì cái đó là cái chuyện là nhục mạ nếu như thật sự người ta xem xét những cái gì mà uh, tiến sĩ lực Trần anh quân nói về cô này đó là có nhục mạ hay không người ta sẽ xem xét riêng cái trường hợp đó chứ đâu có thể nào nói là tự nhiên thầy quân nhục mạ cái là đồng phạm của sư nguyễn phương hằng đâu à, cái này là thấy cũng trớt nữa nè đúng không à, rồi à, là tiến sĩ lực nhưng ông ông quân thừa biết bị can nguyễn phương hằng dùng lời lẽ dung tục chửi bới người khác như thế nào bởi chính ông này trong các buổi livestream đã cho rằng mình theo sát bà hằng à, việc ông quân cùng tham gia livestream là đã nhận thức rất rõ lời lẽ phát ngôn tục tiểu của bà hằng à, nhưng không khuyên can ngăn chặn mà còn à, tung hứng theo rất phản cảm bây giờ thí dụ như mà thầy quân có sử dụng những cái ngôn từ nào được cho là phản cảm hoặc là xúc phạm có phải có cái từ gọi là xúc phạm vu khống thì mới có tội người ta chứ không có cái tội nào mà quy kết người ta là là tung hứng hay là phản cảm hết nữa. nó nó không có cái đó luật không có quy định rõ ràng à luật thì người ta không có quy định chuyện đó à, tung hứng hay là phản cảm gì không biết từng có làm nhục hoặc vu khống nó mới kết tội được à. à đến nay bị can nguyễn phương hằng khai những thông tin mình phát ngôn là thiếu kiểm chứng hoặc chỉ là nằm mơ Ông Quân nhiều lần tham gia live stream khi bà Hằng có những phát ngôn thiếu kiểm chứng như vậy thì cũng cần bị xử lý nghiêm minh. Ủa cái chuyện bà Hằng kể về những giấc mơ thì theo như thầy Quân ở, nhìn ở một cái góc độ là nếu mà về luật á thì nếu như mà những cái phát ngôn của bà Hằng là thật hoặc là trong cái giấc mơ đó người ta chỉ bàn cái giấc mơ thôi thì cũng đâu có thể nào mà kết tội theo Quân được ta. Cô này thấy cũng lạ hơn cả nha. Đó. Là một giảng viên trường đại học luật, ông Quân có những lời lẽ xúc phạm đời tư người khác lại càng không thể chấp nhận được. À, cái này mà nếu thật sự à, có đầy đủ chứng cứ thì cứ nộp lên cơ quan chức năng thôi. Đó à, rất là mình à, không, không 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 có bàn gì tới, nhưng mà quan trọng á là những cái chứng cứ đó có đầy đủ à, cái căn cứ pháp lý à, hoặc là có những cái dấu hiệu gì, gì là vi phạm luật hay không thì cơ quan chức năng ta sẽ xem xét ha. À. Rồi thứ hai là Quỳnh Quỳnh Công Tân trong buổi livestream đua ngựa diễn ra tại trường đua Đại Nam à, tại nhà riêng của bị can Nguyễn Phương Hằng đã đọc lời dẫn chương trình hết sức tục tiểu với tôi như sau. À, ngựa đua đinh lan, à, con ngựa nổ nhất chuồng, chuyên quấy rối bày đàn và giao hợp cùng mọi chủng loại, khả năng sinh sản rất cao à, vì trí tưởng tượng, ảo tưởng sức mạnh và ngáo đá, chuyên chuyện cổ tích ra sân gì đó đó.ủa cái này rõ ràng ở trên đầu đầu tiêu đề là cô này cũng nói là ngựa đua đinh lan, tức là con ngựa đua tên đinh lan chứ đâu có nói của cô này ta. Đấy không chừng nào mà nói là con ngựa đua này cũng có tên đó giống như là cái cô đó ở gò giáp gì đó thì mới gọi là, là um, nói về cô này chứ còn đằng này là người ta nói là ngựa đua đinh lan mà cái anh này anh đọc cái, cái lời bình về cái con ngựa mà đang chạy trên đường đua mà Đấy không cái này mình thấy cũng uh, khó hiểu quá à, nhưng mà cô này đã làm đơn à, rồi uh, kính thưa cơ quan chức năng theo kết luận điều tra vụ án nguyễn phương hằng đối với những trợ lý này thì kính xin cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh hãy xem xét tất cả các clip tôi đính kèm theo đơn để nhanh chóng tiến hành khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng cùng đồng bọn. Ủa khởi tố rồi mà? À, vấn đề dư luận đặt ra là người am hiểu về luật như ông Quân lại hỗ trợ đắc lực cho bị can Nguyễn Phương Hằng nên cần phải xử lý nghiêm minh. Tôi cam đoan toàn bộ nội dung tố cáo và tố giác tội phạm trong đơn là sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. À! ở đây á là do cô Đinh Lan này cổ cô công bố cái đơn này lên cho nên mình đọc lên thôi mà thật sự đó chúng ta nên nhớ một điều á tất cả những giấy tờ gì gọi là đơn tố giác tố cáo tội phạm á thì phải cần gửi đến cơ quan chức năng chứ không phải là gửi lên cơ, lên cộng đồng mạng cho nên á khi mà cô này công bố lên mạng xã hội mình chỉ xem đây là một cái thông tin tham khảo bởi vì cô này đã chia sẻ công khai chứ không phải là chia sẻ riêng tư hay là chia sẻ ở cái mức độ bạn bè nào hết đúng không cái này là cô chia sẻ công khai cho nên mình đọc cái cái, cái tờ đơn này lên à, và theo cá nhân của mình nhận định thì đây chỉ là cái tờ đơn để tố cáo trên mạng xã hội thôi còn nếu như thật sự đây là cái tờ đơn gửi lên cơ quan chức năng thì thật sự nó không hay chút nào bởi vì rõ ràng một tờ tờ đơn tố cáo không phải là gửi lên mạng mà là gửi lên những cái cơ quan chức năng mà người ta có đầy đủ thẩm quyền để người ta xét xử người ta xem xét có thể là điều tra hoặc là người ta coi lại những chứng cứ mà cô này giao nộp á nó có những cái dấu hiệu gì được cho là vi phạm pháp luật hay không để từ đó người ta sẽ xem xét và có khởi tố hay gì gì đó theo như mong muốn của cô này đúng không? À, nhưng mà chúng ta thấy rất là rõ ở chỗ á, là cái cô này đã nói về cái đơn tố cáo thì cô cũng phải nói là à, những cái hành vi nào ha Thí dụ như hành vi đó là cho là vi phạm pháp luật hoặc là xúc phạm gì đó cô thì cô phải gửi đơn cô ghi rõ cái đó ra đằng này chưa gì trên cái cô kết tội người ta là đồng phạm và hàng đúng không trong khi cái vụ việc này cơ quan chức năng người ta đã kết luận rồi người ta chuyển sang viện kiểm sát rồi luôn là không có, có vấn đề đồng phạm ở đây nhưng mà tại sao cô này lại kết tội người ta như vậy mà kết tội thì lại tung lên trên mạng xã hội trong khi á, nếu thật sự tờ đơn thì con cô, cô cũng phải gửi đúng nơi đúng chỗ chứ không phải là gửi lên trên mạng xã hội đúng không? À, cho nên á cái chỗ này là thật sự cái tờ đơn này chắc có lẽ là Đinh Lan muốn tố thầy Quân với lời tố uh, cái anh anh Tân đó là tố cáo qua mạng thôi. À, chứ còn không biết cô này có gửi uh, ra bộ hay là qua công an thành phố hồ chí minh giống như cô nói hay không à, nhưng mà thật sự rất là đáng quan ngại bởi vì cô này cái gì cũng tung lên mạng cái gì cũng rêu rao hết à, thật sự nếu như uh, những cái thông tin này uh, cô gửi qua bên phía cơ quan công an đi thì những cái thông tin lan truyền như thế này nó uh, sẽ ảnh hưởng uy tín của thầy quân đến uh, uy tín của anh uh, anh mc này rất là nhiều luôn anh Quỳnh công tân rất là nhiều luôn đúng không bởi vì rõ ràng khi mà cô lan truyện như vậy thì à, nhiều người ta nhìn vô nó ôi sao ông này bị tố cáo hoài vậy kia hay là ảnh hưởng gì à, làm việc gì vậy đó bà hàng này kia ta nghi ngờ hay sao à do đó, đó cái việc mà đinh lan tối ngày cứ à, hình như là tung tất cả những thông tin lên trên mạng xã hội này như vậy thì thật sự là rất là không hay à mà nói tới đây chắc chắn đinh lan sẽ quật lại là nói là ờ à, tôi chỉ úp lên thôi chứ tôi, tôi không có đọc à, còn gất việc nó đọc á cho nên là gất việc nó mới là thằng à, là tung tin thôi đúng không đừng có nói kiểu đó nha cái đinh lan cô là người đầu tiên công bố lên thì người ta chia sẻ và người ta phản biện lại những gì mà cô nói cô viết ở trong này nó không có phù hợp với quy định của pháp luật cho nên người ta phản biện lại à, đừng có nói là à, thằng đó nó đọc nó nó mới là lan truyền chứ tôi không lan truyền nói kiểu đó y chang như là mấy cái thông tin trước đây à, nhưng mà chắc là rành này mình chắc phải nghĩ là trước sau đinh lan cũng nói câu đó ha à, À, thì à, đó là cái thông tin mà chiều nay Đinh Lan đã làm đơn tố cáo để à, tố thầy Quân với lại anh Quỳnh Công Tân nhưng mà lại nói là hai người này là đồng phạm trong khi á, cô lại sử dụng những cái chứng cứ được cho là hai người này xúc phạm cô đúng không xúc phạm thì hai người phải có cái trách nhiệm chịu trước trước pháp luật chứ làm sao có vụ mà dính dáng với tới bà hằng nếu như cơ quan chức năng người ta xem xét những dữ liệu những chứng cứ mà này cô này gửi thì hai người đó phải chịu trách nhiệm chứ làm sao lại dính dáng về cái đồng, đồng phạm đây nữa trong khi đã có kết luận rồi à, tuy nhiên nói chung là làm đơn thì cơ quan chức năng sẽ xem xét để xem đinh lan có gửi đơn hay không và chúng ta cùng chờ đợi những động thái tiếp theo sẽ như thế nào hả cả nhà rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại